Giờ mời quý vị cùng đến với một chuyên mục quen thuộc của Chào Ngày Mới, đó là chuyên mục thưởng thức cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, cánh mày râu thường đặt một câu hỏi rất là lớn và nói với chị em phụ nữ chúng ta rằng chúng ta thật là bí ẩn, đúng không Diệu Minh? Và không biết là chị em phụ nữ nghĩ gì, nói một đường làm một nẻo, và có một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lễ cũng đã nói rằng con gái nói có là không, lúc nào cũng nói ngược lại những gì mình nghĩ. Tuy nhiên thì Yến Thảo lại thấy rằng đàn ông cũng không phải là dễ đoán gì đúng cho rồi, lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Đôi khi mà người yêu của chúng ta hay là ông xã của chúng ta cũng vậy, nói anh yêu em thì chúng ta phải để ý xem có cái gì sau đó. Không. Không, có thiệt hay không thì không nó nói, nhưng mà có phải là một câu nịnh hay không, anh ấy muốn gì đây, hay là đôi khi chúng ta lại cảm thấy rất là bức xúc, khó chịu với việc là tại sao nó ấy suốt ngày dán mắt lên tivi theo dõi một đội bóng ở xa xôi phương trời nào đó, trong khi con mình khóc đòi ăn đòi đi chơi thì lại không đồng ý, không dành thời gian dành cho con mình mà dành thời gian cho đội bóng đấy, đúng không ạ? Rất là nhiều câu hỏi về cánh mày râu mà chúng ta đặt ra, và sau đây sẽ là một cuốn sách mà chắc chắn là quý vị sẽ thấy rất là bất ngờ với những điều quý vị đọc được từ cuốn sách này. Vâng, thực ra thì theo Nam thấy là chị Yến Thảo dường như là có nhiều bức xúc về đức lăng quân của mình hay sao ấy, có không ạ? Không có, vì Yến Thảo cảm thấy là đó là tâm lý chung của phụ không, nữ đúng thôi. Diệu Minh cũng đồng ý với chị Yến Thảo là thật ra thì không phải chỉ có chị em phụ nữ mới phức tạp đâu. Đàn ông cũng rất là phức tạp, có nhiều khi là thật sự mình không cảm thấy, không thể nào hiểu hết được, cho dù là đó là một người bạn rất là thân thiết với mình chẳng hạn. Vâng, nói chung là khi mà ngồi ở đây thì là Nam là lép vế mất rồi, bởi vì là có những hai MC ngồi hai bên và một mình Nam bị kẹp ở giữa thì không thể nào mà nói lại được với các chị. Thế nhưng mà có một điều chúng ta buộc phải công nhận, cũng giống như chị Thảo đã nói đấy, thì phái nữ thì thường được cho là rất là phức tạp. Từ trước tới nay thì có rất là nhiều những cái tác phẩm văn học nghệ thuật, cũng giống như là có rất là nhiều những tác phẩm văn học, những cái cuốn truyện nói về giải đáp những cái thắc mắc về tâm lý cho đàn ông, đúng không ạ? Thế nhưng mà còn để có một cuốn sách giải đáp thắc mắc cho các chị em về người đàn ông của mình thì sẽ thật là tuyệt vời, đúng không? Và chắc chắn là cuốn sách này bán đắt lắm đây. Vâng, hy vọng là như vậy. Và trên tay Nam lúc này đang cầm là cuốn sách Muôn Mặt Đàn Ông của tác giả Stephen Whitehead. Vâng ạ, cuốn sách là Muôn Mặt Đàn Ông của tác giả Stephen Whitehead này thì Diệu Minh cũng đã có được xem qua. Và có thể thấy rằng là trong cuốn sách này thì tác giả đã vén một bức màn bí mật về sự nam tính thông qua 27 gương mặt ở trong tác phẩm. Với lối viết chân thực và dí dỏm thì Stephen Whitehead đã xác định tâm tính tư duy đằng sau những khuôn mặt đàn ông để giúp cho độc giả, nhất là các độc giả nữ, có thể xăm soi về mỗi người đàn ông của mình. Thế nào là một anh chàng lãng tử, thế nào là một anh chàng lãng mạn, hay là một người đàn ông hài hước, một người đàn ông nóng giận chẳng hạn. Đọc qua cuốn sách này thì rõ ràng sẽ thấy rằng là đúng là đàn ông cũng có muôn mặt thật. Vâng, để hiểu đàn ông thì quả là không hề đơn giản. Chính tác giả vốn là giảng viên chuyên sâu nghiên cứu và viết về đề tài nam tính đã 15 năm qua cũng phải thừa nhận rằng ông luôn bị bất ngờ bởi vì đàn ông quá phong phú và đa dạng. Trong lời tựa cuốn sách thì tác giả Stephen Whitehead gợi ý độc giả có thể đọc và nghiền ngẫm cho một mục đích cụ thể hay đơn giản là chỉ đọc cho vui. Tuy nhiên, ông đoán chắc một điều rằng độc giả sẽ không bao giờ có thể nhìn đàn ông theo cách trước đây nữa. Còn Tuấn Nam thì hy vọng rằng sau khi đọc những cuốn sách như thế này thì hai chị sẽ nhìn phái nam một cái con mắt thiện cảm hơn, được không ạ? Vâng ạ, chúng tôi luôn nhìn họ với con mắt thiện cảm đấy chứ. Bởi vì không có họ thì mất đi một nửa thế giới rồi, đúng không Diệu Minh? Có thể nói là phụ nữ và đàn ông đó là hai nửa, và khi mà chấp hai nửa đó lại thì mới thành một vòng tròn tròn trĩnh và rất là đáng yêu. Chẳng hạn như chúng ta thấy chiếc nhẫn cưới nó tượng trưng cho một vòng tròn, và đó cũng chính là tượng trưng cho hai nửa của người đàn ông và người đàn phụ nữ. Tại sao mà chúng ta luôn có tình yêu trong cuộc sống này? Bởi vì tình yêu có thể nói là một chất xúc tác cho tất cả những lĩnh vực, đặc biệt là nghệ thuật.